đẹp như mơ với những công nghệ đắt giá. Jack Van Smith, nhà thiết kế đồ họa có kênh YouTube Concept Creator vừa tung ra đoạn video mẫu iPhone Pro với nhiều tính năng công nghệ đặc biệt. Theo bản thiết kế của Smith, iPhone Pro có hệ thống camera sau với ba ống kính lớn xếp hàng ngang, bao gồm cả ống kính tiềm vọng, loại ống kính xuất hiện trên Huawei P30 Pro. Camera selfie của máy được đặt ở dưới màn hình. Đây là công nghệ được Oppo giới thiệu tại triển lãm MWC 2019 Thượng Hải. Tuy nhiên cho đến nay, công nghệ camera này vẫn chưa có trên bất kỳ chiếc smartphone nào. Smith là một trong những người muốn Apple bỏ phần notch, tai tỏ. Chi tiết thiết kế trên iPhone X từng bị nhiều người chê bai. Nhà thiết kế đề nghị táo khuyết chuyển các bộ phận này xuống dưới màn hình. Điều này đồng nghĩa với việc cảm biến Face ID bị loại bỏ. Không còn Face ID, nhưng iPhone Pro sẽ được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình với khả năng bảo mật tốt hơn cảm biến vân tay quang học. Tất nhiên, đây chỉ là một concept và mẫu iphone pro này chưa chắc có mối liên hệ nào với sản phẩm thực tế của apple tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng những công nghệ này sẽ xuất hiện trên các phiên bản iphone sắp tới của apple